Video ngày hôm nay Cương không giới thiệu đến sản phẩm mà Cương muốn chia sẻ anh em về cách nhận biết để anh em ra ngoài, anh em mua được hàng nó chuẩn chỉ rõ ràng anh em nhá. Vâng, xin chào các bạn đang có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Trong video ngày hôm nay Cương sẽ chia sẻ giới thiệu anh em về một bộ bằng bộ sập làm bằng gỗ gõ đỏ MKB hay còn gọi là MKB gõ đỏ Nam Mỹ đây. Về cái đặc tính và vân gỗ như nào thì Cương sẽ chia sẻ anh em là như vậy để anh em rõ ràng hết, chi tiết hết để anh em là ra ngoài kia mua hàng về cái đúng giá trị của nó. Đấy anh em ạ. Thì nếu anh em mà không rõ về những cái điều như này thì anh em ra ngoài thì chắc chắn là Cương khẳng định một điều là anh em sẽ mất tiền oan. Mất tiền oan là do anh em không rõ về bề mặt vân, không rõ về tính chất. Đấy là những cái điều mà Cương muốn chia sẻ anh em trong cái video clip ngày hôm nay. Video ngày hôm nay Cương không giới thiệu đến sản phẩm mà Cương muốn chia sẻ anh em về cách nhận biết để anh em ra ngoài, anh em mua được hàng nó chuẩn chỉ rõ ràng anh em nhá. Thì như cái bộ này là Cương làm cho một anh khách ở là gần chỗ Cương thôi. Anh cũng vào trực tiếp hỏi có cái bộ nào mà bằng gỗ gõ, mà gõ gọi là loại 2, loại 3 thì Cương thực sự là đấy là tìm hiểu của anh đấy thôi. Còn như Cương hỏi là thế anh cần cái loại rẻ tiền hay là đắt tiền, thì anh bảo lấy loại rẻ tiền. Thì đây trong xưởng Cương còn một vài bộ gọi là rẻ tiền đây, là MKB. Cương nói luôn MKB anh em nhá. Cái vân gỗ ra làm sao, mùi gỗ nó như thế nào và tính chất nó như thế nào thì Cương muốn chia sẻ với anh em ngay trong cái video này để anh em biết luôn. Cương khẳng định luôn đây là gỗ gõ MKB có tính chất. Ba cái tính chất sau đây anh em phải nắm rõ. Thứ nhất là tính chất của nó là cái tom gỗ. Em quay cho anh cái tom gỗ. Cái tom gỗ anh em nhìn đây này, là nó sơ thớ gỗ nó to. Cái vân gỗ ở đây là nó rối rít nó lên này. Đấy, nó không được bệt như là gỗ hàng ba chi đâu anh em nhá. Đấy, nó như là cái sơ tre. Đấy, anh em cứ nhìn cái vân cái tre như nào thì cái thớ gỗ này nó như thế. Em quay cả hai miếng cho anh. Thì cái thớ gỗ nó như thế. Thì rất mong anh em tìm hiểu ở kênh của Cương, anh em phải tìm hiểu những cái điều Cương chia sẻ về tính chất như vậy thì anh em sẽ rõ hơn, anh em sẽ mua được hàng nó chuẩn với đúng với cái giá tiền của mình anh em nhá. Đấy, còn đặc điểm thứ hai nữa, Cương muốn chia sẻ đặc điểm thứ hai với anh em thì là nó là có mùi chua, mùi măng chua. Như cái bộ này thì Cương để nó cũng quá là lâu rồi. Thì cái mùi chua thì khi mình xẻ mộc ra thì để bao nhiêu ngày tháng, lúc mới xẻ ra vào trong xưởng ấy thì mùi chua nó lồng lặc lên rất là khó chịu. Nhưng mà để một vài năm rồi thì bây giờ nó cũng khô đi rồi. Thì giờ đứng cạnh nó thì cũng hết mùi chua anh em ạ. Mùi chua thì mình chỉ cứ kiểm tra lúc mộc thôi. Xoa cái nước lên mình ngửi phát là cái là thấy ngay. Còn khi mình làm lên như này rồi, mà nhất là vài ba năm rồi nó khô rồi thì hết mùi chua anh em nhá. Đấy là đặc điểm thứ hai về cái mùi khíu giác ấy. Còn về cái đặc điểm thứ ba nữa là gỗ này nó không có phấn trắng. Nó là MKB hay còn gọi là dòng gỗ Nam Mỹ. MKB anh em gọi là gỗ gõ. Đấy là Cương chia sẻ với anh em ba cái đặc điểm như vậy về cái gỗ MKB hay anh em còn gọi là gõ đỏ MKB. Rất mong anh em hãy tìm hiểu thật kỹ về cái vân gỗ cũng như tính chất anh em nhá. Hoặc là anh em nào mà muốn nhờ Cương tư vấn thẩm định gỗ thì anh em phải chụp với này. Anh em phải chụp cái tấm gỗ này là nó rộng ra để Cương có thể nhìn rõ cái mặt vân của nó, thì Cương có thể chia sẻ cho anh em rõ về cái kiến thức mà Cương biết để anh em không bị mua nhầm nữa. Đó là những cái điều Cương muốn chia sẻ, mong muốn thực sự là đối với anh em, những ai yêu quý về gỗ là anh em phải rõ ràng chi tiết về gỗ thì anh em sẽ mua được hàng chuẩn mà không bị gọi là nhầm về gỗ anh em nhá. Đấy là những cái chia sẻ của Cương. Rất mong anh em là hãy tìm hiểu thật kỹ về sản phẩm chiếu ngựa gỗ nguyên khối để anh em mua được hàng nó chuẩn chỉ. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký vào kênh của Cương ngày hôm nay. Xin chào.